Rồi, khi nào bắn chạy hết cái dây đây là nó gần được, là được rồi cô này. Không có phải cứ đậy lại là được, cứ đậy, không cần phải chốt chứ. Không phải chốt chứ cả. Khi nào hắn tự họ gần được là hắn tự nhổ lên. Thế là cứ hết xăng là đổ xăng vào à? Vâng, đốt dầu, hết dầu. Dầu nên dầu máy này, đây này, cắm chạy khi nào được cắm chạy hết công tắc lên rồi. Chuẩn bị cái xì hơi là mình giơ tay mình đỡ lên đây cho hắn sau hắn đỡ bật. Đó mình đỡ cho hắn đỡ bật. Để ơi vẫn bật ra cũng được thôi, nhưng mà mình giơ như giơ cho hắn bảo quản máy sau hắn được bờ bị hỏng. Nó không bị gãy nóc. Đó. À, không biết chắc là gì nào. Méo hết cả nem rồi nhỉ. Vâng. Cái này thì do mình phải xếp đẹp nữa. Nếu mà chắc quá thì hắn bảo quản tốt hơn. Thế thì muốn cho hắn chắc vừa thôi thì có được không? Được.